me like a Hellcat. Suffering is magic. Another blue ribbon for Hecarim. Hello anh em nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là BUC đây, và chào mừng anh em đã quay trở lại với series mà BUC đánh thường và cùng lên đội diện với anh em nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái series đó, và cùng với con chơi gát này, và cùng với cái bản ngọc, và nó là cực kỳ hot, không bao giờ hết mạnh với cái bản ngọc thu thập ám này em ơi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đánh con chơi gát này, cầm cái bản ngọc này và sẽ lên một cái video phải nói là khá là khó chịu. Cùng với bản ngọc này thì anh em tưởng tượng đi, với cái rờ con chó gát này mà tích được hắc ám thì cuối game anh em một kẹp thôi. Con này là không cần lâm phép nha anh em ơi. Trận này là mình sẽ không cầm chó gát lâm phép anh em, tại vì ba cái bản ngọc này thôi thì chấp hết đậu đen mày. Thằng rừng tao lên rồi, tao sợ gì mày nè, một linh hồn liền em ơi. Ok, ngon stream thế nhở, ở đầu khá là tuyệt vời anh em. Chúng ta có một linh hồn rồi, quá thơm quá thơm quá thơm. Anh em hãy tưởng tượng anh em, mình nói thiệt luôn, con này không cần lâm phép với trận đấu này anh em, tại vì nó đã ban một cái bản ngọc đó chính là thu thập ám rồi. Tí nữa mình sẽ cho anh em thấy cái sự bá đạo của cái bản ngọc này. À, Jesus 20GG nè, cái tên là thay ghét rồi đó, cái tên là thay ghét rồi, cái tên nè, một linh hồn nữa em ơi. Cái tên là Jesus 20GG kìa, vãi linh đi ông nội, là cái tên đầu điên mày, ghê. Giêsu hai à, ôi linh Giêsu tội nghiệp. Ngon stream rồi, tí nữa sắp mặt Giêsu luôn em, tí nữa về lay thôi, mình chỉ cần lên mắt tăng thôi em, xong rồi mình lên cái thú tượng thạch giáp á, nếu mà thích thì lên thú tượng thạch giáp, còn không thì em lên mắt tăng cho mình luôn. Anh em kẹp R một phát thôi là phải nói là bao thốn luôn em ơi. Nếu như mình nhớ không nhầm ơi, là cái R của con chó gót này là tỷ lệ theo cái số máu của mình hiện có nên em ơi. Nên máu càng nhiều là kẹp càng thốn. Nên là anh em không cần lâm mắt phép, anh em chỉ cần lên mắt tăng cho mình. Cộng với cái bản ngọc này thì mình kế với anh em luôn là giống như là thằng Ash ở dưới boss rồi đó. Nó mới giết mày xong rồi, tí nữa một kẹp thôi là chết chắc chắn luôn. Một combo rồi, giống như là quy vô xong rồi đánh thường rồi cái là chết đó, kiểu vậy. Thằng Jesus này tí nữa mình cho nó ăn củ hành liền chứ anh em, chết liền chứ đó đó. Con chơi gát này thì cứ như là mang bản này nó cũng mạnh anh em ơi, tại vì nó một con tướng là đi phải nói là thắng lên hoặc là hò lên hết mọi tướng rồi, sao mà thua được anh em. Con này lên đây chơi gát chấp nhẹ luôn. Rồi thì chơi gát này mình chơi cũng không nhiều nên nếu mà chơi gầy gèo quá thì mong anh em thông cảm bỏ qua nha. Thì nếu anh em có ý tưởng gì hay, anh em đừng qua bình luận ở phía dưới, mình sẽ xem xét để mà làm cho anh em cái nào hay, cái nào ok đó, nào ngon ngon á thì mình sẽ làm nhé anh em ơi. Cũng như là có ý tưởng hay và bản ngọc nè, và cách đi đường cũng như là lên đồ á, anh em cứ góp ý cho mình ở phía dưới nha. Jesus lướt nè. Như mình đã nói ba video khác rồi anh em chỉ cần số linh hồn á, anh em chỉ cần phải nói là ngang thời gian thôi là nên nó là cực kỳ bé rồi anh em ơi, cực kỳ mạnh luôn á. Jesus là lướt khó chịu cơ mày tí là level 6 là mình chết cho tay quá à. Lướt đi mày cứ tận hưởng những cái giây phút mày được lướt đi. Lướt nè đầu thế. Không sao anh em, chơi gách này nó đùi khi mà level 6 là thời nên nó không sợ bố con nào cả, không sợ bố con nào luôn mày. Chúng ta hãy cứ dễ vời cho nó thắng lên đây nè mày, chúng ta hãy cứ dễ vời như vậy đi đó, cho nó chọn mình đó, rừng lên rồi đẩy quái nè. Rồi tội chưa chạy đâu dí nó rừng ơi. Mày lướt nè, lướt rồi mày, nó ngay kìa ta, đầu đen giết nó đi rồi, không nó giết mình giờ. Jesus giết đi rồi ơi, nó nhảy mẹ lướt khó chịu thiệt.
Đúng là chơi gấp nó đủ đủ được chứ anh em, nhưng mà anh em đừng lo là level 6 là nó hết đầu rồi. Để Yasuo nó quẩy ghê quá, lướt lướt đầu đen mày biểu diễn ghê quá. Thì theo ý kiến riêng của mình thôi anh em, thì bản ngọc thì thu thập bắt ám này là mình nghĩ là bản ngọc là đang là hợp nhất đối với con Hector hoặc đối với con chơi gấp rồi. Bản ngọc này là giờ là meta với tất cả mọi con anh em ơi, không cái con nào không thể thiếu với cái bản ngọc này nếu mày muốn sốc đam nữa. Đợi tao cấp 6 cho mày ngăn luôn. Ôi nghe teo chim chưa. Đấy, bạn Yasuo bạn tuyên bố Yasuo 20 rồi, bạn tuyên bố luôn tao cấp 6 tao cho mày găng luôn. Ý bạn là tầng 2 đó anh em. ghê giờ đánh mình không biết lại chưa mày đòi cân hai đồ mày che thu nè. Anh mới lên mà 5 thôi anh em, nhưng mà mình lên 6 mình kẹp quá, mình lấy nội mình lấy cái nội tại rồi. Chúng ta cầm mắt thôi, chúng ta đi xuống chúng ta làm con mắt luôn anh em đó, để lại con Boro đó. Bản ngọc này thì có lẽ mình sẽ để phía dưới cho để phần đầu cho anh em tham khảo, nên là muốn chơi đợi đây anh em ơi, tí nữa thôi là mình sẽ có tay rồi và nó sẽ biết cái cảm giác địa ngục là như thế nào. Thằng này nó đánh hổ báo lắm nè, Yasuo nè, hắc mão liền mày giỡn tao, đánh mình luôn kìa, nó đánh mình luôn kìa, điên nè, chạy nè, bục cạp rờ mất xác luôn. Chấm hỏi bạn liền, một còn không đánh lại, găng đồ cân hai á mày. Mình không phải nói là lúc đầu khi mình đánh không lại đó anh em, nhưng mà nhờ rừng găng thì mình mới mạnh thôi, thì mình chính xác là vậy. Nhưng mà bạn Yasuo bạn hơi bị ảo tưởng bản đồ cân hai. Loại mày không được găng bố thề không có cửa con trai à, ghê. Game đồng đội và bạn nói y như game cá nhân vậy á. Rẻ tiền lắm. cay bạn cay lắm. Bạn cay lắm anh em, gan tiếp mẹ luôn. Nhỏ do Yasuo chơi game luôn. Ở chơi Yasuo chơi game luôn em, quyết định rồi. Mình hơn nó 2 level rồi. Hiện nay mình đang có 2 stat R cộng với là 4 điểm linh hồn. Anh em chỉ cần anh em chơi xong rồi anh em tích điểm như vậy thôi là kiểu như là về lay anh em mắc bé rồi. Ốc rừng lại cắn bố đi con à, nó biết rồi anh em ơi, nó biết rồi. biết rồi. Chỉ thanh niên nước nó thanh niên mú luôn mới phải. Bố biết mà. Ok, bạn biết rồi thì mình về thôi, về mua đồ anh em, lên bán hành cho nó tiếp. Có rò rồi. Giờ mua đồ xong rồi đậu đen mày lên kẹp kích hoài mày luôn. Rồi, giờ đánh mình hộ nha. Đấy. Thiệt là không cần rừng gan luôn, mình vẫn dư sức mình chơi với Yasuo nên tại vì giờ mình mạnh phải đá rồi anh em ơi. À, đó kìa. Thích thì băng chậu giết luôn nè. Lướt cái gì mày. Đẩy chậu vô lẹ anh em, thằng rừng nó đang ở dưới anh em à. Thằng rừng nó mới ở dưới sông kìa, vừa mới thấy nó luôn. À, rộng ra mít rồi, Neymar rộng ra mít rồi. Giết Yasuo này nè, giết được nè. Khỏi cho mày chơi game luôn đi Yasuo à. Khỏi cho mày chơi game luôn Yasuo à. Mày nè. Xin cái mạng. Ok. Anh đi Yasuo. Cay. Bạn chửi luôn, ra mà bạn chửi luôn rồi. Bạn chửi xúc sinh luôn. Bóc cái trụ anh em, bóc cái lớp trụ. Bóc trụ nè, bỏ đưa 80 đồng. Kem thoải mái, rồi bạn cay lắm, bạn cay cực kỳ rồi. Chắc phải mua vài chai ức tương cho bạn ăn, bạn bất cay quá. Tem mày vẫn nát mà thôi, ui, bạn nói ghê, đúng rồi, tem mình bót nát quá anh em, nhưng mà sao? Một lane thì sao? Bót nát thì kệ bót, hành được Yasuo là ok rồi, đặt cái tên là thấy ghét rồi, đặt cái tên là không muốn cho nó chơi game rồi anh em. Yasuo 20 GG đồ. À, bạn xuống mít luôn kìa. Bạn di chuyển ghê vậy. Ok, ăn chủ anh em.
Bạn biết mình thọt nên bạn không muốn ở lại top nữa. Quá ghê, quá ghê, quá ghê. Ok, bóc thêm được lớp anh em ơi. Chúng ta chỉ cần trước phút 14 mà chúng ta bóc hết lớp của chúng nó là bóc hết lớp trụ là chúng ta giàu rồi. À, bóc thêm lớp nữa nào. Bóc kịp anh em à. Giờ team nó bóc cái lớp, bóc cái trụ luôn anh em. Yesua với boss rồi, bóc trụ luôn, bóc luôn. Ăn cái trụ luôn. Bóc lẹ nào cho gắt đánh chậm quá ta. Ok, đừng chăm sóc chục đồng nữa nè. Ok boy, ăn trụ luôn em, team nó không lên kịp đâu. Một đập này, bể trụ nè. Đó, thằng nào bắn mình, thằng cờ hó Ash mà chết với tao. Thằng rừng tao lên rồi nha mày. Mày nhanh nó mày chết nha mày. Xong rồi rồi. Rượt nó luôn rừng. Cờ hó này, bắn tao nè, xin các bạn nè. Ok, chúng ta đã tích thêm được một số rồi. Cũng như là một cái stat rồi anh em. Whatever. Anh em có thể thấy cái sự kết hợp phải nói là cộng sinh ở QR và cái chiêu và cái bản bổ trợ và cái bản ngọc và thu thập hắc ám chưa anh em. Đó là một cái sự đậu đi mà cộng dồn đó. Tại vì khi mà mình cặp R đúng không là chắc chắn là nó sẽ chết. Và anh em biết gì không, khi mình cặp R là chắc chắn nó chết là chắc chắn nó phải ở dưới 50% máu mình cặp R chết được đúng không. Đó, vậy là có nghĩa mình vừa cặp được cái R, mình vừa được cái nội tại của thu thập hắc ám anh em. Đây là một cái đậu đen mày, một cái combo nó là cực kỳ best luôn á. Mình khuyên em nào chơi này mà chơi liền đi anh em ơi, chơi cái bản ngọc này nè, quá mạnh luôn á. Mày chạy đâu, thằng rừng tao lại lên rồi, tiến bố luôn mà anh em. Không chơi Jesus trận này, chơi game không cho nó chơi game, không cho nó chơi game. Cho xin linh hồn nè, cho xin linh hồn. Ok ok, không có rò thì chúng ta khỏi kẹp, chúng ta đánh lên linh hồn thôi cũng được. Bạn như xưa bạn cay lắm anh em, tề luôn, bạn mắc cay luôn rồi. Thích ăn ớt lắm mà. Kẹp một sứ giả này được số nè anh em ơi, chúng ta ăn hết những gì có thể ăn đi. Cái đầu đen mày, Vercler 1061 đánh con sư giải cái chết luôn rồi mày, không kịp kẹp cái rồi luôn. Mày cay gì vượt cơ mắc cay luôn thề, what the fuck luôn á. Sư giải linh này chúng ta phải để dành cái rồi, chúng ta dành cho một cái nhân vật đặc biệt hơn em ơi. Đó, nhân vật đặc biệt nè anh em, khách mời đặc biệt hôm nay của chúng ta là nào rừng, giết nó rừng ơi. À ồ oh, ok 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 ok, có rờ biến rồi. Ôi bạn đẩy nát chủ nhà lính của mình luôn rồi, về lại đếp trụ lại anh em thôi, mất chủ nhà lính là hơi bị cay đó. Xin cái rờ nè, cặp cái rờ nè, có rờ nè. Tôi kẹp được hết, tôi kẹp được hết. Một kẹp thôi nè, một kẹp thôi, một kẹp thôi. Vậy mà cũng không kẹp được ta. Này thốn. Kìa, vinh quang chân chính nha anh em. Anh em tưởng tượng đi, một con chơi gắt phải nói là nó xanh Vercler ra luôn, nó xanh. Phải nói là nhất tem rồi, nhất tem mình, nhất tem bạn luôn. Mà nó còn châu chó nữa. Thì bước cái viên quân chân chính bay vào combo thằng một thằng AD hay là thằng F hay là thằng Yesu là cũng được. Chỉ cần có cái R thôi anh em là mọi chuyện nó xác định rồi đó. Rồi, mình có 6 stat R anh em ơi. Cũng như là có 8 điểm lên thu thập linh hồn. Rất mạnh rồi. Lại combat tôi xuống tôi vét cái linh hồn nào. Wait for me. Rồi, nó hết combat rồi. Khi mình xuống thì tiệc đã tàn anh em, quá buồn. Ê, lên bắt Yesu tiếp không ta? Từ, thẻ sứ giả đây, ăn trụ anh em. Mình phải lấy lại cái lợi thế đây, tiệc mới đẩy trụ ghê quá. Sợ thua luôn á. Trời ơi, combo trụ luôn em ơi.
Ồ, trụ đầy cây mà sư giả úp một cái mà đánh cái nội tại của bản ngọc mình một cái là mất cái trụ luôn. Ôi đó, một lần đẩy trụ là tên bạn nát luôn. Một lần đẩy trụ là mất cái nhà lính luôn. Và lờ anh em cứ bình tĩnh, anh em cứ bình tĩnh, mình cạp cho đó, easy chưa, bắn này mình lo được em, cái thằng này mình lo được, mình lo được, mình lo được. Đâu đây mày, chạy đâu, mình lo được mà anh em, chạy hộ cái nào. Ok, à con ngựa đâu, con ngựa dân khỉ nó rượt nhau em ơi, ngựa quay lại ngựa ơi. Ok, nãy sơ rồi, thêm linh hồn là thêm mạnh thôi anh em. Rượt luôn, chơi được, có quy nè, có quy nè. Được quá, băng chủ dưới này luôn Yesu. Anh em cứ bình tĩnh, anh em cứ bình tĩnh, thằng Yesu này phải chết với mình, thằng Yesu này nó phải chết với mình. Không cho nó chơi, không cho nó chơi game này. Mày nè, à, chết cũng được anh em. Hy sinh, nguyện hy sinh luôn, mặc dù không phải Yesu ăn cũng được. Quái này là ui ý anh Yesu. Ồ hoài rồi. Em chưa biết đâu, cái rờ của Baron là cái rờ phải nói chất lượng nhất ở trong trận đấu này luôn anh em. Đâu phải muốn kẹp là kẹp đâu anh em, đâu phải muốn kẹp là kẹp đâu, cũng như là hàng thượng hạng đó, hàng ngoài Royal đó, muốn ăn đâu phải là được. Ok, 8 stat rồi anh em, và một stat đó chính là đánh từ con Baron. Nãy giờ thì mình chưa kẹp rồng anh em, chưa có cơ hội để ăn rồng, rồng mất hết rồi. Không sao, chúng ta kẹp người với kẹp Baron này cũng đủ để xài rồi. 13 stat, along 13 linh hồn cộng với 8 stat của cái R. Ôi anh em nhớ nha, build này là càng nhiều máu là càng mạnh nha anh em ơi, mình khuyên thật anh em luôn, càng nhiều máu là càng mạnh. Đó, thiên băng nào. Rồi, 4.000 máu rồi, 4.000 máu rồi. 4.000 máu rồi. Mình nghĩ là mới với 13 linh hồn này cộng với 8 stat của cái R này thì chắc team nó tầm nửa cây đây này, là mình gặp rồi, chết chắc chắn chằm chằm luôn. Cô tớ nè baby, phải bắt lẻ Yesu đã lên 7 điểm số rồi, nằm chạy queo luôn rồi. Ôi trời 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 trời, anh cù khó khăn quá lại, siêu bự luôn. À, ngựa con thôi, đánh trụ nè, nhìn nè, đánh trụ nè, từ nè trụ bắn, đánh trụ nè, con nè con nè, trời ơi nửa cây cái nhẹ trụ luôn. Vô này nè em ơi, vô nè, có viên quan chân chính nè. Thôi về rồi, thằng Yesu này nó đi đâu đây, bắt lẻ nè, lúc đấy bắt lẻ nè, chắc chắn là sẽ có đứa quay nè, thề ké cho anh em luôn, phải có đứa quay đây. Hello hello motherfucker. What the fuck, nửa cây cà phải chết luôn kìa, đất một kiều xinh nha, thề luôn. Ôi xin cái đất một kiều nha anh em, mình anh em thấy mình nói đúng không anh em, mình đã nói lúc đầu game mà anh em, thằng Ash đó là mình chỉ cần bay vào bật cái vinh quang chân chính lên quy xong đánh thường nhưng mà rồ cái thôi là chết anh em thấy không, thằng Ash nửa cây mà kẹp rồi là chết luôn. Anh em có thể thấy là cái nội tại của chiêu R ở trên người nó còn không hiện ra anh em, tại vì khi mà cái R đủ kẹp chết một thằng ở đó thì nó sẽ hiện ra một cái vòng đỏ mà nãy mình không hiện luôn, kẹp R vẫn chết tại vì nó có nội tại của cái linh hồn. Thấy là bé, thấy là bé, cực kỳ bé luôn. Người mình to quá mình không có né được skill luôn anh em, à né cây này. Này mình lo được anh em, mình lo được, mình đánh được, mình đánh được, xin nha thằng này luôn. Linh hồn cứ thế mà vào thôi, linh hồn cứ thế mà vào thôi. Ôi xin hết, xin hết, anh này là người rất là rộng lượng anh em. À, nãy có rồi là tóc biến lên cặp rồi, chết mẹ rồi. À, mình là người rất là rộng lượng anh em, cứ cho là mình xin hết, xin hết. 17 linh hồn anh em ơi, wow, mặc dù là linh hồn chưa bằng thời gian nhưng mà cũng đủ để rất là bé rồi. Tôi kẹp được anh em, tôi kẹp được, tôi kẹp được. Bắt đầu, ủa hello,
sinh nhá. Một cái quân quan chân chính là mẹ mất lực luôn. 11-1, holy shit. 11 mạng mà trong đó có 10 stat R. Nãy giờ mình nghĩ là mình chắc cũng xài 3 stat và quái thôi anh em ơi. À, thằng này nó muốn chơi mình em ơi, cứu tôi nè, cứu tôi nè. Nhảy tôi nè. Yeah. Đó làm cái gì của ta? Thôi vào anh em, không hiểu Sage đang làm cái gì luôn. Hãy chữa mình rồi nè. What the fuck. Ok ok, chúng ta về nhà chúng ta sub bên nào. Rồi nha. Có thú tượng thạch giáp. Có thú tượng thạch giáp rồi. Một khi ta đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai nha mấy con trai. 4.500 máu, bước cái thú tượng thạch giáp lên 9.000 máu. Ôi, tem bạn tủ linh luôn rồi. Lên nè, lên nè. Tôi lo được hết. Tôi cắn được, tôi cắn được. Cho mấy này tôi cắn á. Một cắn thôi, một cắn yêu thương. Một cắn yêu thương nào. Mình tưởng phải đó là mình cắn thử chết đâu em. Tại vì mình bật cái thú tượng thạch giáp lên nữa. Thì máu này là như là 6.000 mấy nè. Tại vì không có ba đứa đứng đó nè. Nên nó chỉ cộng được là 50% máu thôi. Bật lên xong rồi cắn thử KR thử chết không. Mà không chết. Nó còn xíu máu thôi. Rất là tiếc nha. On to now. Trời ơi, cái trụ mình đập rồi anh em. Quốc Giê-xu này anh em, mình đã nói là không nên cái game này. Ok. 19 linh hồn rồi, holy shit. Mày muốn gì? Mày bắn tao à? Ồ, đồng quá anh em. Ok. Trời ơi, đếp hồ luôn, 3 đường mà. À, nó bắn mình kìa, nó bắn mình kìa. Revenge, revenge, vô revenge ơi. Vô combo đi revenge, có R kìa. Trời ơi, ông bật R, ông chim quái. Phải liền. Tôi cắn được nè em, tôi cắn được. Tôi cắn được. Ok. Tăng đó, tăng mà cắn như gì còn chết nữa. Đậu đen, đậu đen. No, fuck. Ok, vậy GG nha, tạm biệt đây, vượt lại đây và lần sau. Bye bye.